Các em thân mến, hôm nay cô có đi mua một chiếc xe gắn máy, thì ở đó họ có dựng sẵn khoảng 100 chiếc xe. Rồi sau khi ngó xong, cô mới quyết định mua một chiếc xe. Vậy cô đố các em, ở hãng họ còn bao nhiêu chiếc xe? Cô ơi, cho em hỏi là cô mua xe máy ở đâu vậy? Cô mua ở Hiếp Thành Hiếu, đại lý Honda chính hãng tại Trà Vinh. Cô ơi, cô mua trả góp hả? Đúng rồi, ở đó là mua xe trả chậm, không lãi suất, trả trước 40%. Cô ơi, cho con hỏi, vậy là con không cần đưa tiền trước mà con lấy xe luôn được không cô hả? Được luôn nè. Cô ơi, vậy phải góp trong mấy tháng mới được hả cô? Góp 24 tháng nha. Mà sao vậy? Sao không có em nào trả lời đúng câu hỏi của cô vậy hả? Tập trung vào cái coi. Ok. Ok. Mà cô hỏi gì vậy cô? Còn bao nhiêu chiếc xe? Cô, vậy bây giờ con có chiếc xe cũ, con muốn tới Hiếp Thành Hiếu đổi chiếc xe mới được không cô? Được hết á, thu xe cũ đổi xe mới không bù tiền góp trong 36 tháng. Cô ơi, cô có người yêu chưa? Chưa. Bạn trai của con thích chạy SH lắm á cô. Biết rồi, tới Hiếp Thành Hiếu mua cũng có luôn. Ba má con nuôi heo mua xe được không cô? Được, vậy nhà em còn mấy con heo? Dạ thưa cô, ba má em tính có xe rồi mới đi mua heo. Đức ơi, chắc chết chứ tụi nhỏ này quá, sao trả lời trất quốc vậy hả? Cô ơi, chị của em có cái shop ở Trà Vinh, chị em mua xe được không cô? Được luôn, mua về có cái đi giao hàng nữa. Nhưng chị em mua về rồi ai chạy? Chị em không biết chạy. Chị đưa người nào biết chạy, chạy đi em. Cô ơi, vậy ở Hiếp Thành Hiếu có khuyến mãi gì khi mua xe máy không vậy cô? Nếu có thì cho em xin quà khuyến mãi trước rồi em mua xe sau được không? Em cha nội ta hả? Mua xe rồi mới có quà khuyến mãi nghe chưa? Em thề, em nói là em mua mà. Trong hãng dựng sẵn 100 chiếc xe, cô mua mất một chiếc rồi còn lại bao nhiêu chiếc? Cô ơi, mua xe được tặng gì vậy cô? Một khóa. Có tặng nón bảo hiểm chất lượng không cô? Có luôn. Vậy đợi em lớn lên rồi em mua ha, được không? Em giết cô luôn đi. Sao vậy? Trả lời đúng câu hỏi của cô đi. Còn lại bao nhiêu chiếc xe trong hãng? Em nói chuyện gì trớ quớt vậy cô? Trời ơi. Cô ơi đừng nóng, em trả lời được nè. Em được đẻ ở Bến Tre, nhưng em đang sống ở Trà Vinh. Nhưng ba em là người dân tộc, vậy em mua xe cũng được phải không cô? Được hết đó em à. Có ai làm ơn trả lời đúng câu hỏi của cô không? Hãng có sẵn 100 chiếc xe, cô mua mất một chiếc. Vậy thì vợ của anh giám đốc hãng có nói gì không cô? Có buồn không cô? Tại bị mua mất một chiếc còn 99 chiếc hả? Có buồn không cô? Trời ơi. Mấy em không cần học tiểu học nữa, mấy em làm thạc sĩ, tiến sĩ luôn đi. Mấy em về đi, không cần học nữa đâu. Cái gì vậy?